Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, còn 5 mét cuối cùng, hy vọng phép màu sẽ đến. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sử dụng một ống thép đường kính 1,5 mét đặt xuống bao quanh ống trụ bê tông mà bé trai 10 tuổi rơi lọt xuống để kéo trụ này lên. Còn 5 mét cuối cùng, hy vọng phép màu sẽ đến với bé trai 10 tuổi bị kẹt trong trụ bê tông. Tối mùng 2 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã khoan làm mềm đất đến độ sâu 30 mét. Theo kế hoạch, trong đêm nay sẽ tiếp tục khoan sâu và làm mềm thêm 5 mét đất còn lại để đưa trụ bê tông sâu 35 mét lên. Theo ghi nhận, xuyên đêm ngày 2 rạng sáng mùng 3 tháng 1, lực lượng cứu hộ với khoảng 350 người chia nhiều tổ luân phiên làm việc liên tục. Mục tiêu là sẽ nhổ được trụ bê tông mà bé trai rơi vào trong sáng sớm mùng 3 tháng 1. Đến khoảng 3 giờ sáng, lực lượng cứu hộ sử dụng một ống thép đường kính 1,5 mét đặt xuống bao quanh ống trụ bê tông mà cháu bé rơi lọt vào. Sau đó, lực lượng này thực hiện công đoạn bóc tách, làm rỗng phần đất trong ống thép bao quanh trụ bê tông. Tiếp đó, lực lượng cứu hộ dùng các dây kéo để rút dần trụ bê tông lên mặt đất. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, khi đưa được cột bê tông lên mặt đất, lực lượng của quân khu 9 sẽ sử dụng phương tiện chuyên dụng để soi thăm dò xác định chính xác vị trí cháu bé đang ở đâu trong hình trụ. Sau đó, lực lượng giải cứu mới khoan cắt, phá dỡ trụ bê tông để đưa cháu bé ra và có các bước xử lý tiếp theo.